Xin chào cả nhà, hôm nay em xin chia sẻ cùng với cả nhà cách làm xá xíu chay. Để làm xá xíu chay thì nguyên liệu cũng rất là đơn giản à. Ở đây em chuẩn bị là 3 cây nấm đùi gà, 6 cây mì căng và 2 đoạn hành baro nho nhỏ như thế này, cùng với 700ml nước dừa khô. Nếu không có nước dừa khô thì cả nhà có thể dùng nước dừa tươi hoặc nước dừa đóng lon cũng ngon nha. Nấm đùi gà và mì căng trước khi đem đi làm xá xíu thì bây giờ em sẽ dùng nĩa em xăm vài lỗ lên trên những cái nấm như thế này, để cho nấm đùi gà và mì căng được dễ thấm gia vị hơn. Tiếp đến thì em sẽ pha gia vị cho món xá xíu chay. Ở đây em sẽ có là 700ml nước dừa khô. Em cho vào nửa muỗng ăn canh nước tương, một muỗng cà phê dầu hào chay, một muỗng cà phê muối, nửa muỗng ăn canh hạt nêm chay, nửa muỗng ăn canh đường, một muỗng cà phê bột gia vị xá xíu, 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương và một muỗng cà phê dầu mè. Em sẽ hòa cho hỗn hợp tất cả các gia vị của mình được tan trước nha. Tiếp theo em sẽ cho những cây mì căng, nấm đùi gà và baro vào trong chảo. Em sẽ cho hết hỗn hợp nước gia vị xá xíu mà mình vừa pha lúc nãy vào đây. Và bây giờ em sẽ nấu cho chảo xá xíu của mình được sôi lên. Khi chảo xá xíu bắt đầu sôi lên như thế này thì cả nhà cứ để lửa ở mức trung bình cao nha. Và mình sẽ nấu cho phần nước gia vị xá xíu này rút hết vào trong nấm đùi gà cũng như là mì căng. Thời gian nấu thì sẽ dao động là từ 30 cho đến 40 phút. Và cứ cách khoảng 10 cho đến 15 phút thì cả nhà sẽ đảo trở xá xíu một lần để cho xá xíu của mình được thấm đều cả hai mặt. Và sau gần 40 phút thì chảo xá xíu của mình bây giờ bắt đầu cạn hết nước rồi đây cả nhà. Cả nhà thấy là những cây xá xíu thấm gia vị và lên màu ửng đỏ rất là đẹp luôn nè ạ. Trong chảo sẽ còn đọng lại phần nước gia vị xá xíu rất là sánh, rất là đặc và đậm đà, ngon lắm. Thì cả nhà có thể giữ lại phần nước này nè một chút xíu nữa mình ăn cơm á, mình cho lên rất là ngon, rất là đậm đà. Với món xá xíu chay này thì cả nhà có thể làm một món mặn mình ăn cơm, hoặc mình ăn với xôi, hoặc cả nhà ăn với bánh mì đều ngon. Rồi bây giờ em sẽ cắt một cây xá xíu mì căng ra cho cả nhà xem nha. Nhìn những lát xá xíu chay ửng đỏ hấp dẫn quá đúng không cả nhà? Tiếp theo thì em sẽ cắt một cây nấm đùi gà xá xíu ra cho cả nhà coi luôn nè. Những cây nấm đùi gà thì rất dai và rất giòn cho nên là mình đem làm xá xíu là ngon nhất đó cả nhà. Em mến chúc cả nhà làm xá xíu chay thành công. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào và xin hẹn gặp lại cả nhà ở các món chay tiếp theo nhé.